Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Dòi bọ trên thân mình. Kinh Hoa Nghiêm nói, trên vô số bão thân của chư Phật hiện ra vô số các lỗ chân lông. Tại mỗi lỗ chân lông lại hiện ra các cõi của chư Phật, hiện ra cả bông sen quý to lớn và vô số các lá sen. Mỗi lá lại phóng hào quang, mỗi tia hào quang lại phóng quang nữa, hiện ra bao nhiêu sắc tướng vô cùng vô tận. Trong hào quang hiện ra mặt trăng, trong mặt trăng lại có mặt trăng, những loại cảnh giới đó là do chư Phật biến hiện ra. Trên thân thể của chúng ta cũng có sự hiện xuất. Hiện ra cái gì? Hiện ra các con trùng. Trên thân thể của chúng ta có vô số các con trùng, các con dòi bọ ở cầu tiêu nữa. Trên mình, các con trùng này cũng có vô số các con vi khuẩn mà mắt thường của chúng ta không thể thấy được, ngoại trừ những ai đã chứng được thiên nhãn thông mới có thể thấy chúng. Các kính hiển vi tối tân hiện nay cũng chưa soi được các loại này. Các vi khuẩn đều vô cùng dơ bẩn, chẳng qua chúng ta không biết đó mà thôi. Hãy xem cái con trùng lớn này, tức là cái thân thể con người, người ta trân quý nó biết bao, nó quan trọng như thế nào, lại sợ nó bị đói, bị khát, còn sợ nó bị lạnh, bị nóng, nghĩ hết mọi cách để bảo vệ nó. Tại làm sao lại thương mến nó như vậy? Nguyên do là bởi ba độc. Có tâm tham, tức sẽ sanh ra con trùng tham dục. Có tâm sân, bèn sanh ra con trùng sân. Có tâm si, tức sẽ có con trùng ngu si. Nói tóm lại, có tư tưởng gì thì sẽ có con trùng cùng loại. Tư tưởng của chúng ta còn dơ dáy hơn gấp bội các con dòi bọ trong cầu tiêu. Nó chứa đựng toàn là những thứ tà chi, tà kiến. Chẳng có chút nào tránh chi, tránh kiến. Tư tưởng càng dơ bẩn thì càng nghĩ tới những điều dơ bẩn, thậm chí tạo thành một thế giới dơ bẩn, đầy sự nhiễm ô, cho nên mới biến thành ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế là do chúng ta có những tư tưởng không thanh tịnh mà tạo thành. Thế giới ta bà này, nguyên nó không ô trược, chính do chúng ta làm cho nó thành ô trược. Ngũ trược gồm kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, năm thứ không trong sạch, đáng sợ biết chừng nào. Trong tâm chúng ta có những niệm không chính đáng, đại khái như có niệm tật đố chẳng hạn, cùng niệm chướng ngại, thường thường nổi lên mà chúng ta không thừa nhận, lại đem giấu bên trong cho là không ai biết. Kỳ thực, hành vi đó còn 10 phần xấu xa hơn của bọn yêu ma quỷ quái. Nói trắng ra, nó xấu xa đến độ có thể sánh với hành động phóng ra uế khí và mùi xú uế xông tới tận tầng trời thứ 33, khiến Ngọc Hoàng Thượng Đế phải bịt mũi mà chạy. Các vị nghĩ coi, mùi xú uế đó lợi hại hay không lợi hại, mùi hôi thối không thể nào chịu được. Tư tưởng và hành vi của mình cũng hôi thối như vậy, mà mình không tự biết, còn tự cho mình là thanh cao, có biết đâu rằng ta đã làm ô nhiễm cái thế giới này. Bởi các vị nên biết, chúng ta có một niệm chánh, tức chúng ta đã giúp vào cái chính khí của trời đất. Một niệm tà, tức là phát ra mùi xú uế, uế khí xông lên, trời đất không chịu nổi. Đây không phải là lời nói chơi, một câu chuyện đùa, chính ra là nói như thế. Tại sao trời làm hạn hán mà không có mưa? Vì người ta phóng ra uế khí, xông lên tận hư không, khiến cho loài rồng chuyên làm mưa không chịu nổi mùi uế khí, phải chạy đi nơi khác, nên không hoàn thành được nhiệm vụ của nó. Ha ha ha, 问什么的说